Thank you.
Thank you.
Ta đang không tình trạng xe rượu. Ngoài việc chuyển hết cuối được công cụ, ta sẽ còn giải cả ta đã nhìn được phòng của mỹ cho ta đi rồi đi. Anh lỗi cái này, người xin nghĩ thật kỹ sẽ phải làm sao để tìm được cái gì. Anh đang ở trong phòng. Sẽ biến động đời người, tôi sẽ trả thù cho sự sử dụng của mình với thiên đường. Mỗi gì tất cả của bộ trong nhập nhau đấy, mày sẽ phải trả giá cho chuyện mày suy ra. Anh nghĩ gì những gì đã qua thì khi ông đủ lòng thương tôi sẽ biến thành anh là tôi một ông sẽ bỏ hết những suy nghĩ đó khi bắt đầu mình. Mọi chuyện tôi yên ổn so với bao nhiêu là khó khăn. Thì tại sao phải đi trả thù chứ? Chúng ta không nên gây thù quá nhiều nữa. Không đụng tới anh em đi, hay là một người nào khác nữa. Chúng ta không có liên quan gì tới họ nữa rồi hết. Thì giờ chúng ta phải bắt đầu một cuộc sống mới. Một cuộc sống yên bình và hạnh phúc chúng ta đã quyết định rồi mà. Sugar,
Con sẽ gọi điện cho Anandi và nói rằng mẹ hoàn toàn không biết gói. Có thể sự đi về đây có thể rất công việc. Anh rồi để đi báo sao sức khỏe của Lạc Sư. Cứ để vậy đi. Anh cũng phải cả. Còn có người điện thiên sư có phải gì? Chỉ có năm cổ bế sở bình ảnh của ta sự thương. Chỉ thì cổ bế sẽ có cầu người. Chỉ thì cứ rõ hơn thì không được của sư. Mẹ cũng đã nói cho mẹ con nghe rằng chúng ta phải cố gắng để cơ thể tác hợp cho anh em đi được suy thật đơn từ đó. Vậy thì ấy đã nói sao rồi mẹ? Cô ấy là con nghe. Từng chút để hạnh phúc của con gái rồi sẽ khiến cho cô ấy thấy ân chân hơn nhiều nó có con. Khi mẹ đưa cho cô ấy sự tâm vô sự thì cô ấy là chân chân hơn. Chính là trái tim của người mẹ. Người cả gia đình cho đó thì cô ấy vẫn sẵn sàng để chúng ta tác dụng cho Anandi và Si đó. Một người mẹ được coi trọng cuộc đời của con hơn chính bản thân của mình. Ăn một chút cơm. Đi mệt sao thế?
Em đặc biệt là trong anh mà. Em chẳng có sự cảm thế nào đấy. Thôi được rồi, em xong hết. Em chỉ tiện tay giúp chồng anh. Nhìn. Một miếng thôi. Mẹ ơi. Em yêu anh nhiều lắm đó. Để chạm đến mọi đỉnh cao, xin mời tình quán thiên nhiên lâu hơn từng khắc nào dâng trào trong bạn. Đâu phải bánh bèo vô dụng, con gái mạnh mẽ vô cùng, con gái không hề chùn bước, làm điều mình yêu, con gái là bánh bèo vô địch, là con gái thật tuyệt. Đừng quên lúc nói trên 7mm là những triệu chứng đầu tiên của bệnh tiểu đường. Đã có thực phẩm chức năng thanh niên an. Thanh Đường An giúp Hạ An đều biết. Xem không để những thứ trong điện em chỉ điện thoại hay thì anh có gì quan trọng lắm chứ? Em điện nó lúc nào chứ? Em chỉ lấy điện thoại có chuyện gì cả đang thôi, cho nên anh biết chứ. Em đi không có thể gọi điện gì. Em không có thể gọi điện gì được. Em có thể làm lại các bạn quên rồi đó. Em
em nói anh biết hết là ông phải đi xa. Ông ấy có gì cũng để nghe được không? Thank you.